Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh như Khải Nam ơi. Lần này thì Khải sẽ đầu tư tiếp tục, đó là một cái ngọc bội may mắn nha Nam ơi. Một ngọc bội may mắn 4 11 kim với giá là hơn khoảng 800.000. May mắn 4 nè, quá đẹp. 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 11 kim nha Nam. Đó, nói chung là cố gắng là làm sao làm đủ một set may mắn. Đó làm gì? Làm cái series bot cho anh em xem là hấp dẫn hơn, chứ thiệt sự là may mắn Khải đang mới cái 11 kèm với mặt nạ mới cái 16 thôi nè, khá là xịn đa nè mà. Rồi Khải giao dịch cho ông Thúy Yên luôn. Cho anh em xem sơ qua set may mắn Khải như thế nào cho anh em xem. Lên cố gắng sẽ may mắn cho anh em xem, cố gắng xem bot này mày. Đây này mày. À quên đấy, quên chỉnh rồi. Đây nè. À, ngày bòi may mắn 4 nha Nam. Đó. À, ngày bòi may mắn 4 vừa rồi mua 11 kia nha anh em ơi. Chơi từ 4 giờ tao mới nhận được 1 món. Cảm ơn. Mà khả mới mua 11 kim nha Nam, 11 kim. Anh em cùng xem sơ qua này. Đây, may mắn 4. Đó. Ok anh em. Và may mắn 4 này lên thì đợi Khải mang vào thì được bao nhiêu cho anh em xem nha. Đây, 4. Đó, cho anh em xem cùng Thúy Yên. Chúng cố gắng đầu tiên đầu tư lên xếp may mắn nè. Đây, may mắn 6 này, may mắn 5 này, may mắn 4 này. Đó, hiện tại bây giờ Khải đang có là 6, 5, 4 là 15, 15 kèm với ngập mặt nạ là 20 rồi nè, 20 may mắn rồi nha. Cố gắng làm chiếc nhẫn may mắn 5, 6, 7 nữa, đẹp đẹp luôn nè. Hoặc là 4, 5, 6, 7 đó là hợp lý nè em ơi. Rồi, Khải đi phát lương cho anh em đó. Em giám định rồi, em đâu giao dịch được đâu mà. Rồi, bị nhận lương, nhận lương. Còn lành liền em ơi, phải đó ok vậy.